Rồi xin chào tất cả các bạn ha. Chúc anh em có một ngày mới làm việc và học tập thật là vui vẻ. Thì hôm nay thì vườn mình có một số cái cây mai cúc quang diêu để mà đem lên giao lưu và giới thiệu với anh em. Những cây này thì mình cũng mới đem về vườn khoảng nửa tháng thôi anh em. Cây nào cũng nhiều nhánh nhiều cành ha, bông bắp rất là nhiều nha anh em. Cho anh em chơi Tết. Mỗi nách lé là mỗi cái nụ hoa này nè, rất là sai hoa. Đây là cúc quang diêu nha nè, cúc quang diêu. Mấy cái lé to to dày đen như thế này là cúc quang diêu này. Còn mình cũng có một vài dòng mai cúc cà rốt, gọi là cúc cà rốt nha nè, màu nó cao, nó như là màu cam cam cà rốt anh em. Lé nhỏ hơn nha nè. Nó nhỏ hơn so với cúc quang diêu nha anh em, nhưng mà nụ nó cũng rất là nhiều, nụ nó rất là nhiều nha anh em. Vivo chơi Tết là Vivo nha, bán vàng rất là khéo. Anh em giao lưu về lấy mầm lấy giống, thứ hai là có nụ có hoa để mà mình chơi Tết luôn ha. Đấy. Mình cũng còn một số ít cái cây giống dạo Tuấn Ngọc. Một vài cây thôi, không có nhiều nữa. Hết rồi. Phía bên này là cúc quang diêu nha anh em. Anh em đâu có bữa giờ anh em hỏi những cúc quang diêu, nhưng mà hiện tại thì cái lô mai này là cái dòng này là không phải mai lùm nha anh em. Mai đã uống thân uống cành lách léo rồi. Nó như dáng lông nhỏ nhỏ vậy anh em. Uống thân uống cành rồi ha. Cành nhánh này vẫn có nhiều cho anh em lấy mầm lấy bò nha. Bò rất là già, rất là ok rồi. Những cái bò như thế này là niềm lấy mầm rất là tốt nha anh em. Phía bên này là mình có một số dòng cúc cà rốt, cúc cam rồi anh em. Bông búp rất là sai. Nụ chi chít lên ngọn luôn anh em ha. Anh em nào mua loại nào thì cứ nói mình nha, cúc cà rốt thì nó rẻ hơn, tầm 200 ngàn chậu nha anh em. Anh em muốn cặp thì mình để giá bèm rử cặp. Còn một cây thì 200 ha. Đây là những cái cây cúc cà rốt nè. Bông búp rất là nhiều. Cây nào cũng sai nụ, những cái dòng nhà này thì ưu điểm nó rất là nhiều hoa, chiên nụ, chiên hoa. Cành nhánh thì mập mạp, cành nhánh hơn. Vui. Dòng này là dòng mà thuộc dòng đa ưu điểm, rất là nhiều ưu điểm trên giống. Mấy cái này non quá, nó non, nó đang làm nụ nhưng mà rất là non. Còn những nụ dưới này là nó già rồi, chuyển sang màu cánh gián hết rồi, là hoa rất là đẹp. Đấy. Những cành bên dưới là nó già hơn nha anh em. Bước một vài cái cành cho anh em xem, nụ rất là nhiều. Như những cây này thì rất là chờ Tết là Vivo nè. Cây này cây lùm. Cái này là cúc quang diêu nha các bạn. Cúc quang diêu thì hồi lá nó lớn, dày xanh đen. Thứ hai nữa là bông búp nó rất là đạt, đẹp hơn cúc bi nha anh em. Chiều cao cây thì khoảng 50 nha anh em. Cao cây thì khoảng đúng rồi 50 hả, 40 cũng 50 đó. Gốc nó này, gốc nó cũng khá lớn nha anh em, cũng cỡ ngón tay. Cây này cũng dài thôi. Thì anh em nào mà nhanh tay thì mua trước, thì mình lựa cho những cái mai to nhiều cành nhiều nhánh để anh em chơi nha. Cốt rất là mập. Thân cành lắc léo, cây này thì vớt ghép là liền cốt hết rồi. Cúc quang diêu thì 300 ngàn cây nha các bạn. Anh em muốn cặp thì 500 ngàn.